1664 Blanc. Đi vị chất, mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Dung mạo là cũng có anh Trần Thanh Duy trong đó đó nha. Chú cũng bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Ôi dồi ôi. Ta từng làm minh tinh mạng bạc. Hơn 10 giải thưởng lớn nhỏ. Trời ơi, không nhé. Lý Nhã Quỳnh. Rất thần thái. Đó là ai đây ạ? Và đó là ca sĩ 1664 Blanc. Đi vị chất, mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. Chúng tôi đã biết chị là ai. Nhưng khi mà chúng ta có ấn tượng đầu tiên về chị, viết đúng hay sai ạ? À? MC à, nên thay đổi lại thái độ nói chuyện với chúng tôi trong thời điểm này. Wow. Nga, anh chỉ cần thay đổi thái độ nói chuyện của anh với Tiên với anh Thành là được rồi. Còn em anh cứ dùng nguyên thái độ này với em. Em này là thứ tự tin như vậy. Thôi, xin mời Rico Bling Bling hãy mang phong thư của hội đồng cố vấn ra. Wow, xin chào Rico Bling Bling. Rồi, cảm ơn Rico Bling Bling ạ. Hãy đọc to của nghệ sĩ Bích Phương đầu tiên. Ờ, đọc Phương. Tôi sẽ giữ thái độ như thường lệ. Nhưng mà đầu tiên mình đến với lại cố vấn khách mời đi. Đó là ca sĩ Bảo Anh. À, dài nha. Dài là sai rồi đó. Hát quá hay. Mà không nghĩ ra nè. Sau đó có ghi chữ cha cha cha. Chị Hồng Ngọc. Và đoán là chị Mỹ Lệ. Cha cha cha. Ơ kìa, Bích Phương. Bích Phương đã điền vào trong phong thư của mình rất là ngắn gọn, rõ ràng, ca sĩ Thanh Hà. Trời ơi, không, cái giọng trầm khàn. Trời ơi, còn bây giờ, cặp sanh đôi. Thay đổi thái độ nào? Điều đồng lòng. Nhưng mà như anh Thành ghi sai chính tả sao? Cái gì? Cái chữ đó không nên là sai chính tả được. Lương lẹo. Đó chính là ca sĩ Ngọc Anh. Còn chúng tôi rất là tò mò muốn biết là kết quả dự đoán của hai cố vấn khách mời ngày hôm nay là ai ạ? À? Em có theo dõi các vòng trước của chị cuốn tóc lô thì ở cái vòng đầu tiên thì cái tên trong đầu em là ca sĩ Sophia. À. Và đến ngày hôm nay thì em lại thay đổi cái tên. Tại vì em nghĩ rằng là cái người này là một cái người mà đúng với chị cuốn tóc lô nhất. Và cũng là một người mà mẹ em rất là ngưỡng mộ, à, chị Ngọc Anh ạ. Lần sau để dễ hơn cho em ấy thì em chỉ việc đọc comment trên mạng. Thế cô Chi thì sao ạ? Em thì chắc chắn là nếu em có là cái vị khách mời của cái vòng đầu tiên đấy thì em cũng sẽ đoán đúng như thế thôi. Chị Ngọc Anh, một chữ thôi là em đã nhận ra rồi ạ. Wow, vâng. Giá như những nhân vật trước cũng có tự tin như vậy. Nhưng đó là phỏng đoán thôi mọi người. Xin mời vị đó đen hãy giúp chúng tôi hỗ trợ cho phần lộ diện của cú tóc lô ạ. Xin mời khán giả đừng quay hãy hô to khẩu hiệu cùng tôi ạ. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Dung mạo là cũng có anh Trần Thanh Duy trong đó đó nha. Chú cũng bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Ôi dồi ôi. Ta từng làm minh tinh mạng bạc. Hơn 10 giải thưởng lớn nhỏ. Trời ơi, không nhé. Lý Nhã Quỳnh. Rất thần thái. Đó là ai đây ạ? À? Và đó là ca sĩ Ngọc Anh. Ngọc Anh. Wow, như vậy là với kết quả này thì chúc mừng hai cố vấn tóc tiên và cố vấn chính hành được cộng 1 điểm. Cố vấn Bích Phương
xém may mắn. Vâng. Nói chung là chào mừng chị yêu đến với The Mask Singer. Phải nói là rất cảm ơn các bạn. Các bạn đã nhận ra mình. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bởi vì các bạn vẫn nhớ đi tiếng hát của mình, mặc dù là mình đã đi rất là lâu rồi. Nếu mà để xuất hiện trên truyền hình hay là một cái public rõ ràng ấy, thì là Ngọc Anh đã không còn xuất hiện khoảng 20 năm. Wow. Đây là lần chính thức trở lại, một cách coi như là có một cái sự đầu tư trong âm nhạc, cũng như là có được cái sự cẩn thận từng bước. Mặc dù là ngay sau cái mùa 1 ấy, bên ban tổ chức đã mời và nói thật là Ngọc Anh đã từ chối. Và đã yên tâm rằng là sẽ không bao giờ phải đeo cái bộ đồ đấy nữa. Bởi vì thật sự là Ngọc Anh nhìn cái mùa 1 ấy, Ngọc Anh thương các bạn lắm. Ngọc Anh cảm thấy là tại sao các bạn phải hy sinh quá nhiều như vậy. Nhưng mà tuyệt vời, cái mùa 1 phải nói là xem mà thấy yêu chương trình, yêu ban nhạc, yêu tiếng cười của Tiên, yêu những cái lời nói của Thành và yêu các bạn trẻ nữa. Rất là yêu Huy, yêu lắm. Cảm ơn chị ạ. Nhưng mà tại sao chị lại từ chối nhỉ? Bởi vì là mình đã đi quá lâu rồi. Cuộc sống bên kia, chồng con, rồi bố mẹ. Và nói thật là còn một chú cún đã rất là lớn tuổi rồi. Chắc chỉ vài tháng để ở với mình mà cảm thấy là mình đi xa lâu quá, mình bị thương. Và mình lại cứ nghĩ là thôi thì mình chưa đủ cái sức để lấy được cái mùa 2 thì hay là thôi cứ từ từ rồi mùa 3, mùa 4 cũng được. Thế nhưng mà các bạn tiếp tục thuyết phục thì là mình siêu lòng. Bởi vì mình cũng nghĩ thế này, Ngọc Anh rất trân trọng về thời gian. Nếu mà bây giờ chờ thêm nữa thì liệu cái sức khỏe của mình còn không này, tiếng hát của mình vài năm nữa nó có vấn đề thì sao, ví dụ thế chẳng hạn. Hoặc là mình cũng nghĩ là thôi thế thì mình sắp xếp. Thật sự là lần nào chương trình cũng là vừa mới bay về hôm trước hôm sau là tập cái là hát luôn như thế này đấy. Cho nên là rất rất là mệt. Nhưng mà thật sự là Ngọc Anh đến giờ phút này là tọa nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Những bài hát mà Ngọc Anh hát trong cái mùa này là những cái bài mà mình chưa bao giờ nghe cả. Nhờ The Masked Singer mà Ngọc Anh biết đến nhạc trẻ bây giờ hay quá. Các bạn sáng tác hay quá. Giống như là mình ở một cái thời ở đâu ấy, mình trở về vậy đó. Cảm ơn chương trình đã cho Ngọc Anh được trở về một cách mỹ mãn. Mặc dù là con đường mình không phải là tới đích mọi người nghĩ, nhưng với mình lúc này nó đã là một cái điểm mà Ngọc Anh thấy nó rất là đẹp rồi. Đủ cho mình được những cảm xúc yêu thương và làm cho mình cảm thấy mình trẻ lại như thời ba A. Vâng ạ, nhắc tới nhóm nhạc ba, làm những nhóm nhạc mà sẽ làm mưa làm gió thập niên 90, một ca khúc mà em nghĩ là bất kỳ ai cũng thuộc hết, đó chính là bài hit quốc dân Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Một cái bài mà 20 tháng 11 mọi người phải tranh nhau đăng ký trước chứ không thôi là lớp khác đăng ký nó thi. Và mỗi lần mà mình chia tay thầy cô trường lớp và nghe bài hát này là lệ rơi thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại một số có manh mối cho khán giả được hiểu thêm về ca sĩ Ngọc Anh. Đầu tiên đó chính là hình tượng cuốn tóc lô. Nè em biết vì sao chị Ngọc Anh chọn cún à? Dạ sao Tiên? Chị Ngọc Anh có bé cún mà chị thương, mà thương như một đứa con thứ hai của chị Ngọc Anh vậy đó. Chị yêu nó lắm. Thương lắm. Có những lúc trong gia đình mọi người cứ bảo là sợ Ben còn ghen, và tại sao mẹ thương em nhiều thế. Phải nói là Ngọc Anh không biết là lý do gì nhưng mà rất là yêu chó. Bất cứ một con chó nào nó đi ngang qua mình cũng cảm thấy là mình muốn ôm nó, mình thương nó. Chắc kiếp trước làm chó thật đấy. Trong dàn cố vấn chắc em là người phải gọi là khó khăn lắm để mà giả vờ nhưng không nhận ra chị. Bởi vì Tiên với chị Ngọc Anh biết với nhau khi mà hai chị em bắt đầu sự nghiệp ca hát bên hải ngoại á, là xuất hiện cùng lúc với nhau luôn. Thành ra là có rất là duyên nợ. Chị Ngọc Anh là một người mà một thời gian giống như là một người chị thứ hai của mình, là biết rất là nhiều những cái câu chuyện cá nhân gia đình của em như thế nào, và cũng đưa cho em rất là nhiều lời khuyên như một người chị, một người dì, và rất là hay rủ qua nhà nấu ăn, và đặc biệt luộc gà rất là ngon nha mọi người. Thôi em cũng nhớ hoài luôn. Cho nên là chỉ cần hai nốt đầu tiên, hai chữ đầu tiên thôi là em nói ư chị của mình đây rồi. Phải nói là nụ cười của Tiên đã làm cho chị rất là nhớ, và được gặp em ở đây đấy là một cái kỷ niệm sẽ rất là đẹp, sẽ mãi mãi đi theo chị. Với lại có một cái câu em chuyển lời thôi. Có một người cũng nhận ra chị ở nhà, và người đó cũng có nhờ em là nếu gặp chị thì phải nói đó là chị Thu Minh rất là yêu tiếng hát của chị. Cảm ơn Thu Minh. Ngay tập 1 thôi Thu Minh nhắn: đừng bao giờ cãi nữa nha. Đừng giả bộ không biết nhé. Đây là Ngọc Anh, một người giọng hát rất đặc biệt. Và thêm một người nhắn nữa đó. Chị Hà Trần nhắn em. Nhắn em rất gọn gàng, rất rẽn: cún tóc lô 2. Ngọc Anh. Đó là chị Hà Trần. Và Hà Trần nói với em vậy phải không? Dạ đúng rồi. Còn Hà Trần nói với anh là:
thầy Ngôi, làm gì làm nhá, nhớ bình chọn cho cuốn tóc lô nhá. Cuốn tóc lô là làm được nhiều điều bùng nổ lắm đấy. Để mà có được những cái điều như chị ấy, một cái giọng hát đó, một cái tư duy âm nhạc đó, là nhiều người người ta chỉ thèm được có nó chừng chắc một tháng thôi, người ta đi làm thì sướng cái nư của người ta, còn không có. Đúng như Thành nói, bởi vì sau chương trình này mình mới lại càng thấy được là ồ, không ngờ rằng là mình còn quá nhiều những cái năng lượng và những cái mà mình chưa bao giờ biết là mình có, mà mình tự mình bảo ồ wow, hóa ra mình cũng giỏi phết nhỉ. Em hy vọng là Ngọc Anh của The Masked Singer là như một cái cú tái sinh, và chị sẽ bắt đầu yêu thương trở lại, bắt đầu hạnh phúc trở lại với tất cả những gì nó đang tồn tại, đang xảy ra, và bắt đầu ra nhạc mới, bắt đầu làm một album mới của mình. Tại vì rất nhiều người còn yêu thương chị và người ta chờ cái sản phẩm mới đó thôi. Ngọc Anh mong đúng như Thành nói, bởi vì đang rất vui là chuyện gia đình cũng đã ổn định hơn rất là nhiều rồi, cho nên là bây giờ sẵn sàng để mà bay nhảy khắp nơi. Cho nên nếu như sau chương trình này thật sự nếu mà được khán giả yêu thương, được mọi người đón nhận, thì chắc chắn rồi Ngọc Anh mong sẽ được cống hiến một lần trọn vẹn nữa trước khi mà Vừa rồi có một cái hình mà em thấy rất là thú vị, đó chính là một người fan 2 thập kỷ. Thì bây giờ em muốn chia sẻ thêm là người fan hiện tại có phải là đang đồng hành cùng với chị hay không ạ? Nếu mà không có người bạn này, Ngọc Anh đã không hát nhạc Phú Quang. Nếu không có bạn này, Ngọc Anh chưa chắc đã tham gia chương trình này. Bạn là người luôn luôn cho Ngọc Anh những cái lời để biết rằng là mình vẫn còn nhiều năng lượng trong công việc. Sau khi rời 3A xong, mình cũng đã định là chuyển một cái nghề nào đó khác. Các bạn cũng biết, những năm 2000 ấy, âm nhạc rất là khó khăn, nhất là mình là người ở Bắc nữa. Và lúc đấy lại mới sinh em bé nữa, cho nên là để trở lại một con đường solo nữa, thì mình cũng không biết đi như nào cả. Tưởng như là mình đã chuyển nghề rồi. Thì không ngờ là người bạn này là một người fan từ lâu rồi mà mình không bao giờ biết cả. Thời đó không có video chat như bây giờ, không nhìn thấy mặt, chỉ một cú điện thoại thôi mà đã gọi Ngọc Anh. Sau ngay 1 tháng, Ngọc Anh cùng cả gia đình đi vào Sài Gòn. Và lúc đấy mới nhìn biết là bạn đấy là ai. Và bạn đấy là người đã biên tập, bỏ tiền ra lo cho mình làm album đầu tiên Phú Quang. Wow. Và người đó vẫn theo Ngọc Anh, thương Ngọc Anh, động viên Ngọc Anh, thúc đẩy Ngọc Anh cho đến giờ này, mọi lúc, mọi nơi. Mỗi khi Ngọc Anh trở về Việt Nam, người đầu tiên mà Ngọc Anh muốn để mà nghe là Ngọc Anh đã tốt chưa thì chính là bạn ấy, Nguyễn Chí Lực. Một người tri kỷ, đúng nghĩa. Thật sự là tri kỷ. Cuộc đời này, kiếp này, mình hát như là cho bạn ấy. Bởi vì mình hát bài nào bạn ấy cũng yêu, bạn ấy cũng phê, bạn ấy cũng ngồi. Giống như là kiếp này bạn không hát được, cho nên bạn ấy dồn hết tất cả tình yêu trong âm nhạc cho mình. Rất cảm ơn là đã cho mình có một cái thời gian để chia sẻ như vậy. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ mà nói tới nhạc Phú Quang á, chị là một trong những ca sĩ thể hiện rất là thành công, thì chắc mình nên có một cái gì đó gọi là hồi tưởng, mang kỷ niệm trở lại đi chứ nhở. Điều giản dị. Đúng không chị? Ôi bài đó là bài nổi cực kỳ qua giọng chị Ngọc Anh. Ngoài bài hát Tiên Cầu, em cũng rất là mong muốn được nghe lại ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Đúng rồi. Xin được yêu cầu 2 bài ạ. Khoan cho em yêu cầu bài được không ạ? Có một bài hát này mà em nghe chị Ngọc Anh hát trong suốt những cái năm tháng mà em nằm ở ký túc xá trời nóng ở nhạc viện ấy, thì có một bài hát là Chỉ Là Giấc Mơ, em nghe đi nghe lại. Chỉ Là Giấc Mơ. Và em có thể xin chị hôm nay hát lại cho em được trở lại thời gian ấy một lần được không? À, để tôi nỗi nhớ mùa đông nhé. Nếu mà các bạn cứ yêu cầu như này chắc làm live show cho mình đi. Vì anh chưa tới ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Nụ cười anh sẽ giấc mơ, nụ cười anh sáng bờ môi biển sâu, đời em ở đâu, ở đâu.
Trời ơi, hay vắng quéo luôn á. Đấy, mọi người cảm ơn em, chứ bài này hay lắm đấy. Hay quá. Xin lỗi, bất ngờ quá, nhiều năm quá rồi không. Mừ điểm không có nhân. Cái bài này đi diễn ăn nè. Thưa quý vị, hòm thư bài hát yêu cầu chúng tôi xin phép đóng lại tại đây. Chưa một mascot nào mà lộ diện một cái live show vậy trơn rồi. Mà chủ đề của hôm nay luôn, mascot và những fan cuồng. Đó, đó đây, fan cuồng. Nhưng mà một điều đặc biệt nữa, chia sẻ hoạt động cố vấn mà khán giả được biết luôn, đó chính là chị Ngọc Anh có một tài năng nữa là sáng tác. Yeah. Và ngày hôm nay, bài hát mà nãy giờ chị Ngọc Anh muốn chia sẻ đó là một cái bài hát lộ diện, đồng thời cũng là một sáng tác của chị Ngọc Anh luôn. Phải nói là rất đắn đo để chọn một bài lộ diện, nhưng mà mình muốn lợi dụng cái giây phút này, lợi dụng chương trình và lợi dụng ban nhạc. Và mình đã chọn một bài hát mà nó giống như là đứa con mình sinh ra mà mình bỏ rơi nó. Bởi vì mình đã phải đi theo guồng quay của âm nhạc. Mọi người yêu cầu nhạc Phú Quang quá nhiều, biết bao nhiêu các tác giả khác mình cũng phải hát. Trong khi bài của mình thì thậm nhiều bao nhiêu là mình không được hát. Cho nên hôm nay rất mong được mọi người đón nghe xem là nó thế nào. Bởi vì là cũng nhiều năm rồi chưa được hát lại bài hát này. Đã sáng tác phải nói là 23 năm, là sáng tác năm 2000. Lúc đó là đang mang bầu. Sáng tác tận 23 năm và năm 23 mới hát à? Đấy, không biết là thế nào, khổ chưa? Khổ chưa, hát thôi. Vâng. Thử nhá, chúng mình thử nhá. Vâng, xin mời chị ạ. Trong trái tim thương là dâng hết
hoang mang. What if the wind could spread chị your ơi, love? Chị tôi. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no chị nhớ chị không? Em ôm chị cái. Maybe the birds will sing that you're home. Vào